chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo triều tiên đang sôi sục trung quốc gần đây lại tổ chức một cuộc tập trận rất lớn trên biển hoàng hải cuộc tập trận này hiển nhiên là phô diễn sức mạnh quân sự của trung quốc nhằm cảnh báo các đối thủ mỹ nhật hàn tuy nhiên giới quan sát cũng cho rằng các đợt tập trận ở hoàng hải biểu hiện mối lo lắng của trung quốc báo bưu điện hoa nam buổi sáng hôm 18 tháng 8 có bài viết với nội dung Trung Quốc đã chuyển hướng các đợt tập trận của họ từ Biển Đông sang Biển Hoàng Hải ở phía đông bắc đất nước giữa bối cảnh căng thẳng sục sôi vì khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Một chuyên gia quân sự ở Thượng Hải nói Căng thẳng ở Biển Đông đã lắng dịu khi quan hệ Trung Quốc-Philippines trở nên thân mật. Bất chấp việc đã giành chiến thắng trong phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp lãnh thổ và vùng biển, Manila đã và đang quan tâm hơn đến việc tìm kiếm hợp tác kinh tế lớn hơn với Bắc Kinh. Đầu tuần này, ngoại trưởng Philippines đã tuyên bố rằng Trung Quốc bảo đảm với Philippines là Trung Quốc sẽ không xâm chiếm bất kỳ một lãnh thổ nào mới ở Biển Đông. Vị chuyên gia ở Thượng Hải nói: "Nhưng khu vực Đông Bắc đang nguy hiểm hơn sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quân đội Mỹ bây giờ đã sẵn sàng nếu Mỹ tấn công Triều Tiên." Trung Quốc sẽ tiến thoái lưỡng nan bởi vì hai nước Trung Quốc và Triều Tiên đã ký hiệp định hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau vào năm 1961. Trong hiệp định này, Trung Quốc hứa sẽ hỗ trợ Bình Nhưỡng trong trường hợp họ bị tấn công. Đầu tháng này, hải quân Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tập trận 4 ngày ở Bột Hải và Hoàng Hải gần bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận có sự tham gia của hàng chục tàu chiến và tàu ngầm, cũng như hải quân đánh bộ đến từ cả ba hạm đội là Đông Hải, Nam Hải và Bắc Hải. Ngoài ra, còn có cả sự tham gia của bộ binh thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Bắc. Cuộc tập trận bắn đạn thật này là một cuộc tập trận lớn nhất từng diễn ra trong khu vực này với hàng chục loại tên lửa đã được phóng. Một tuần trước đó, để kỷ niệm ngày thành lập lần thứ 90 của Giải phóng quân Trung Quốc, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận 3 ngày ở biển Hoàng Hải. Đợt tập trận này diễn ra ở phía tây bán đảo Triều Tiên, trong vùng biển giữa Thanh Đảo, phía đông bắc tỉnh Sơn Đông và Liên Vân Cảng ở phía đông Giang Tô. Chuyên gia hải quân Lý Kiệt tại Bắc Kinh nói rằng, sự di chuyển địa điểm trọng tâm của các đợt tập trận từ Biển Đông sang Biển Hoàng Hải là hành động đáp trả của Trung Quốc với một loạt các cuộc tập trận chung được tổ chức từ năm 2013 bởi Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Lý Kiệt nói Trung Quốc muốn chứng tỏ khả năng hải quân trước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo họ đừng khiêu khích Triều Tiên bằng các đợt tập trận chung. Tần số các đợt tập trận quân sự có sự tham gia của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng để đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Và mặt khác, nó cũng trùng khớp với quãng thời gian từ lúc ông Moon Jae-in lên cầm quyền hồi tháng 5. Bất chấp việc Donald Trump khen ngợi Bình Nhưỡng về quyết định không bắn tên lửa vào guam quân đội mỹ và quân đội hàn quốc nói rằng họ sẽ tiếp tục các đợt tập trận với quy mô lớn trên biển trên bộ và trên không trong tháng này trong khi đó bắc kinh không có vẻ là sẽ để yên cho các hoạt động quân sự như vậy lý kiệt nói trung quốc muốn nhắc mỹ nhật hàn đừng tiến hành các đợt tập trận của họ ở quá gần trung quốc hoặc triều tiên và đừng phá vỡ thỏa thuận đình chiến của chiến tranh triều tiên Bắc Kinh cũng muốn Kim Jong Un kiềm chế các hành động khiêu khích của ông ta. Nhưng các mong muốn này cho đến nay vẫn là không khả thi. Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm thành lập lần thứ 90 của quân đội Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là nội dung bài báo của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Như chúng ta đã biết rằng, năm 1950, nếu quân Trung Quốc không nhảy vào cuộc chiến, thì triều tiên có nguy cơ bị liên quân do mỹ dẫn đầu tiêu diệt đối với trung quốc bán đảo triều tiên bị chia cắt vẫn có lợi hơn là nó thống nhất một bán đảo triều tiên thống nhất thân mỹ là điều trung quốc rất không muốn nhưng ngay cả trường hợp bắc triều tiên thống nhất được lãnh thổ thì trung quốc cũng không vui vẻ gì mà không riêng trung quốc các nước khác như mỹ nhật cũng đều không thích bán đảo triều tiên thống nhất bởi vì hai miền triều tiên giờ đây mỗi bên nắm giữ một nửa chiếc chìa khóa để trở thành một cường quốc hàn quốc có kinh tế mạnh triều tiên có năng lực quân sự mạnh nếu hai nửa này giáp được vào nhau thành một chiếc chìa khóa hoàn chỉnh bán đảo triều tiên thống nhất sẽ trở thành một thế lực mới ở đông bắc á lúc ấy chúng ta sẽ lại phải nói đến khái niệm sự trỗi dậy của bán đảo triều tiên sự trỗi dậy ấy sẽ cạnh tranh ngay trước hết với hai láng giềng là nhật và trung quốc và khi triều tiên đã trở thành một quốc gia thống nhất vai trò của mỹ ở xứ sở này sẽ phải giảm đi do những tính toán như vậy các nước lớn đều sẽ không dễ gì buông lỏng dưới áp lực của mỹ cộng với sự thay đổi nhân sự cấp cao tại triều tiên quan hệ trung triều mấy năm qua đã mờ nhạt trong nhiều thời điểm thế giới có cảm giác như trung quốc đã dứt áo quay lưng với người láng giềng triều tiên khi họ đã cắt nguồn cung năng lượng cho triều tiên từ mấy năm trước và gần đây tuyên bố ngừng tất cả các quan hệ quân sự với Triều Tiên. Tất cả những động thái đó của Trung Quốc là thực hiện dưới sức ép của Mỹ. Tuy nhiên, nếu chiến tranh Mỹ Triều xảy ra, Trung Quốc sẽ có hành động như thế nào? Liệu họ có đưa hàng chục vạn quân để cứu Triều Tiên như hồi 1950 hay không? Là điều mà các nhà hoạch định chiến lược của Mỹ và Hàn Quốc không dám bỏ qua. Xét về động cơ cá nhân của Trung Quốc, ta thấy ngày hôm nay và năm 1950, họ vẫn khá giống nhau năm ấy nước trung quốc của mao trạch đông vừa thành lập nhưng chưa lấy nốt được đài loan xung quanh trung quốc đều là các đối thủ biết hết lối ra của họ hôm nay tình trạng này vẫn không thay đổi hồi đó mao trạch đông quyết định gửi quân cứu triều tiên đến ngày nay quyết định này vẫn được người trung quốc ủng hộ trong cuốn sách mao trạch đông ngàn năm công tội là một cuốn sách phê phán mao trạch đông rất nặng tác giả sách vẫn đánh giá quyết định gửi quân cứu triều tiên của mao trạch đông là một quyết định chính xác. Tác giả sách nói rằng trong hoàn cảnh nước Trung Quốc mới thành lập, còn tiêu thốn ngổn ngang trăm thứ, mà Mao Trạch Đông dám cử chín nguyện quân sang đánh Mỹ là thể hiện chí khí của người Trung Quốc, khiến thế giới từ đó không dám xem thưởng Trung Quốc. Hôm nay Trung Quốc tuy không phải là vừa mới thành lập, nhưng họ cũng đang ở một thời điểm có tính bản lề. Bản thân họ đang muốn được công nhận là một cường quốc quân sự và đang muốn triển khai sức mạnh ra toàn cầu nhưng giới quan sát quân sự thế giới số đông vẫn có xu hướng quay thưởng năng lực vũ khí trang bị của trung quốc vì đa số chúng là hàng sao chép do vậy trung quốc hoàn toàn có động cơ để nhân việc can thiệp vào chiến tranh triều tiên lần hai nếu nó xảy ra để chứng minh sức mạnh của mình nói tóm lại tình hình sôi sục ở bán đảo triều tiên đang thu hút sự tập trung lực lượng của trung quốc về vùng biển phía đông bắc bên cạnh đó vấn đề nóng nhất đang hàng ngày thu hút sự chú ý của dư luận trung quốc là căng thẳng ở biên giới Viễn Độ mà đến nay đã kéo dài hơn 2 tháng. Trung Quốc đã có vấn đề với hầu hết các láng giềng. Hiện nay mới chỉ có hai nơi xảy ra chuyện. Nếu tất cả các vấn đề mà Trung Quốc đang vướng phải đồng loạt bùng phát, Trung Quốc sẽ bị hụt hơi. Đó mới là điều đáng sợ của Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.